ba Long Hồ lộ diện, tự hào về đứa con dâu đồng sở hữu. Thưa quý khán giả, ba đời nhà bà Sáu Bào đều ăn trực ở đậu nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đời thứ nhất, bà Võ Thị Hồng Nhung. Đời thứ hai, đứa con gái họ Lê, Lê Thị Hồng Phượng, dắt chàng rể họ Ngô, Ngô Long Hồ về nhà ăn bám cậu. Và đời thứ ba là bé gái đáng thương, Ruby. Bên cạnh việc lên án lòng tham đố kỵ nhỏ nhen toan tính của hai người phụ nữ là Sáu Bào Phượng Ve, thì những nhân vật hình hài đàn ông như cốt đàn bà cũng bị lên án vì chính họ gián tiếp đẩy tấm bi kịch lên gia đình của nhà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong đám đông là hét tiễn đưa Sáu Bào vào ngày mẹ con họ cuốn xéo biến khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lẫn vào trong đó là tiếng kêu anh con rể váy hồng, cảnh tượng cấm cảnh cuộc đời, một câu nói của một nam khán giả, nếu là bậc trượng phu, nam nhi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục. Ve ơi, bỏ Long Hồ đi theo anh nuôi, anh có nhà có xe. Xen lẫn là tiếng cười mỉa mai của người đời, long hang, long váy hồng, long ăn bám. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn trời trơ như đá. Có lẽ đây là bản tính, bản chất vốn có của cháu rể Vũ Linh, từng thừa nhận cuộc đời anh sang trang mới. Con đường sự nghiệp mở rộng kể từ sau khi lấy cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không chỉ vợ mà kể cả chồng đều được hưởng hào quang từ người cậu tài giỏi. Để hưởng lâu dài ánh hào quang của cha người ta, Long Hồ chấp nhận cuộc sống an phận, từng bị vợ đuổi ra khỏi nhà, bị đánh, bị giữ hết tiền lương, mỗi ngày chỉ được phát 50.000 để chi tiêu. Khom lưng đội vợ lên đầu, nhưng anh ta lại giỏi bắt nạt những người dân yếu thế bên cạnh. Mỹ Mỹ từng chia sẻ, mở tư không chỉ phải giặt đồ cho em dâu là cô Sáu Bào, mà còn phải giặt đồ diễn, hầu hạ vợ chồng của Phượng Ve, ăn nhờ ở đậu nhà cậu vợ. Nhưng Long Váy Hồng lại tỏ ra ta đây là chủ nhà, hằng hái phách lối chỉ đạo. Trong ngày vợ chồng anh ta cơm vàng cơm tiền biến khỏi nhà của Hồng Loan, quay cận cảnh nhắc đi nhắc lại chi tiết cái tủ bị hư, Hồng làm bằng chứng sau này tiện bề để đưa chị vào tù. Dư luận theo dõi câu chuyện trách Long Váy Hồng là đàn ông hèn nhát, không lo nổi cuộc sống cho vợ, trách anh ta ích kỷ, sống vứt bỏ sĩ diện của bản thân, không nghĩ đến sĩ diện của cha mẹ ở quê nhà. Nhiều khán giả thương xót cha mẹ của Long Váy Hồng sẽ suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao khi xem được những đoạn clip người đời chửi thằng con mà mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng dường như sự mỗi lòng của cộng đồng mạng là dư thừa. Vừa qua nhân dịp sinh nhật của Ruby, ba Long Hồng, ba chồng của Hồng Phượng đã hồn hởi lên Sài Gòn đến quán bún bò để mừng sinh nhật cháu nội. Ông không ngớt nụ cười trên môi khi gặp đứa con dâu đồng sở hữu, tài bắt mặt mừng với bà Xui, anh Xui đang giành giật tài sản với cháu ruột của mình. Chuyện con dâu giành tài sản thầu đám ma, chuyện thằng con ruột bị xã hội buôn lời sỉ vả là ăn bám, cả xã hội biết, chẳng lẽ ba ruột của Long Váy Hồng không biết? Chẳng lẽ Phượng Ve Sáu Bào là ví dụ điển hình của câu mẹ nào con đó, thì giờ đây Long Váy Hồng và cha ruột lại là ví dụ cho câu cha nào con đó, nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cái nết ăn bám nhà vợ, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử của Long Váy Hồng là thừa hưởng gen của bà ruột mình hay sao? Thưa quý vị, đời của Sáu Bào học không được mấy chữ, không nhà, kéo theo đời con gái không nhà, rồi con rể cũng tủm đùm theo bà già vợ, rồi thế hệ thứ ba Ruby ra đời, và đang lớn lên cũng không có nhà cửa gì, vẫn lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Với giọng ca lèo tèo không có gì lạ kiểu của Hồng Phượng, với nhan sắc kiểu con rể, nay cười mắt đã có vết nhăn, hỏi chừng nào thì họ nổi tiếng, với nghiệp đã gây ra, xã hội quay lưng thì có cơ hội nào cho họ làm lại sự nghiệp hay không? Giờ đây sự nghiệp tiêu tan, kinh doanh thì không được ủng hộ, ba ruột của Long Hồ liệu có làm đúng, làm tròn bổn phận làm cha đùm bọc cho con trai ruột, con dâu và cháu nội của mình hay không? Ông có tự hào nổi với hàng xóm láng giềng ở quê nhà về một thằng con ở nhờ nhà cậu vợ, về một cô con dâu đồng sở hữu hay không?